Rất vui được gặp lại các khán giả của Duy Anh. Dòng Master của Long Jeans thì từ lâu đã là sự lựa chọn hàng đầu dành cho nam giới trong tầm giá khoảng từ 50 cho đến 100 triệu đồng, với một chất lượng vượt trội cùng đẳng cấp của giá trị thương hiệu được thử thách qua nhiều thế kỷ. Nhưng có lẽ thì điều mà mọi người chưa biết đến nhiều đó là Master Collection còn sở hữu cả các phiên bản dành cho nữ để tạo nên những cặp đôi đồng hồ hoàn hảo. Và video hôm nay mình sẽ đem đến các bạn một cặp đôi có thể nói là được lựa chọn nhiều nhất trong thời gian gần đây, đó là L2628 và L2257. Về cơ bản thì chúng ta sẽ có một cặp đồng hồ Longines Master với mẫu nữ có đường kính là 29mm. Đây là một kích thước mà mình thấy là được ưa chuộng nhất ở Việt Nam. Nó không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn chung là rất hài hòa và phù hợp với hầu hết mọi người. Trong khi đó thì mẫu nam sẽ có đường kính là 38,5mm, lắc to lắc là 45mm. Với kích thước này thì những ai có chu vi tay khoảng từ 15-17cm là có thể đeo phù hợp. Ngoài ra thì Longines sẽ còn cung cấp thêm một phiên bản có đường kính là 40mm với lắc to lắc là 47mm, dành cho những ai có kích cỡ chu vi tay lớn hơn khoảng từ 16cm trở lên, có tên mã là L2.793. Bên cạnh sự khác biệt về kích thước thì các phiên bản này sẽ đều có sự tương đồng về thiết kế, cùng là ngôn ngữ chung của dòng Master. Đây là dòng sản phẩm đồng hồ đa dụng mang thiên hướng của dress watch sang trọng. Một cách thiết kế của nó rất là đĩnh đạc, tập trung vào nhóm khách hàng khoảng từ 40 tuổi trở lên và từ lâu đã được coi như một biểu tượng của sự thành đạt. Longines Master được tạo ra từ sự chắt lọc những tinh túy của đồng hồ Thụy Sĩ. Mọi đường nét đều được cân nhắc một cách tỉ mỉ để làm nên một vẻ đẹp trường tồn với thời gian, không bao giờ lỗi mốt. Ảnh hưởng từ phong cách thiết kế của dress watch vốn xem trọng sự đơn giản và mạch lạc, đồng thời lại thể hiện sự tinh tế trong những chi tiết nhỏ. Đầu tiên là bộ kim lá màu vàng ở vị trí trung tâm, cũng là hình ảnh biểu tượng gắn liền với mọi mẫu Master. Bộ kim này thì sẽ được tính toán với một tỷ lệ vàng vô cùng cân đối và hài hòa. Nó nếu như so sánh với một mẫu đồng hồ tương tự cùng phân khúc giá rẻ như các bạn đang thấy trên màn hình thì sẽ thấy rõ sự khác biệt. Có thể nói đây là một trong những bộ kim lá đẹp nhất trong thế giới đồng hồ. Tiếp theo sẽ là họa tiết ở trên nền mặt số. Hoa văn này gọi là Balaken hay là hoa văn lúa mạch, lấy cảm hứng từ những cánh đồng ở thung lũng Saint-Imier Thụy Sĩ, nơi khai sinh ra thương hiệu Longines cách đây gần 200 năm. Đây cũng là loại hoa văn làm nên đặc trưng của thương hiệu này. Ngoài những nét tinh tế trong thiết kế thì Longines Master còn được trang bị những cái vật liệu quý, bao gồm là kim cương tự nhiên cho các cọc số. Toàn bộ kim cương sử dụng trên hai mẫu này sẽ là được khai thác theo quy trình Kimberly, đạt độ tinh khiết cao VSSI và màu sắc của nó sẽ là Top Wear Satin. Vàng 18K sẽ được bọc lên phần vành bezel cũng như là các mắt dây. Kỹ thuật bọc vàng Gold Cap 200 này sẽ tạo nên một lớp vàng dày 200 micron trên bề mặt thép. Nó có một ưu điểm rõ ràng so với công nghệ PVD, đó là lớp bọc dày nên là khi đồng hồ có bị chảy xước thì việc đánh bóng lại cũng sẽ không làm mất đi màu sắc vốn có ban đầu, giữ được vẻ đẹp dài lâu cho đồng hồ. Cuối cùng thì bộ máy được sản xuất tại Thụy Sĩ với đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Vì là một thương hiệu cao cấp nên là bộ máy của Longines không những là chính xác, ổn định mà còn được trang trí bởi hàng loạt các hoa văn đẹp mắt và tinh xảo. Riêng việc ngắm nhìn những chuyển động của cỗ máy này thôi cũng đã là một điều vô cùng thú vị. Nhìn chung thì cặp đồng hồ này sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang hướng đến những sản phẩm cao cấp, phong cách sang trọng, cổ điển. Longines cũng sẽ mang đến nhiều những lựa chọn màu sắc khác nhau, tất cả sẽ có trên trang web của đồnghoduyen.com. Và để sở hữu những sản phẩm Longines Master chính hãng, hãy truy cập trang chủ longines.com, sử dụng công cụ Store Locator để tìm ra những địa chỉ bán hàng chính hãng. Như các bạn đang thấy ở đây thì Duyên Watch là đại lý ủy quyền chính thức của Longines tại Việt Nam và được công nhận trên web hãng. Toàn bộ sản phẩm bên mình sẽ đều đi kèm quyền lợi bảo hành chính hãng quốc tế, chỉ có cho đồng hồ thật. Nếu quan tâm, hãy liên hệ ngay với bên mình nhé. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.